Hai tháng trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào Ukraine, Nga đã tập trung hơn 100.000 quân ở biên giới nước láng giềng và gửi cho NATO một bản yêu sách. Danh sách của Moscow được cấu trúc như một hiệp ước yêu cầu liên minh đóng cửa với các thành viên mới. Nga tuyên bố rằng các quốc gia NATO sẽ không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào trên lãnh thổ Ukraine cũng như các quốc gia khác ở Đông Âu. Moscow nhấn mạnh rằng NATO phải loại bỏ tất cả các lực lượng của mình khỏi 14 quốc gia đã tham gia sau khi Liên Xô sụp đổ. Và Nga khẳng định rằng liên minh sẽ không triển khai các tên lửa trên đất liền ở những khu vực cho phép chúng tiếp cận lãnh thổ của Nga. Moscow gợi ý rằng hiệp ước là một con đường để giảm căng thẳng với phương Tây. Tuy nhiên, theo các quan chức tình báo Mỹ, trên thực tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt từ nhiều tháng trước đó. Thực chất, hiệp ước chỉ là một cái cớ ngoại giao cho chiến tranh. Một danh sách dài những điều từ NATO mà ông Putin không hài lòng, muốn thay đổi và sẽ tiêu diệt người Ukraine để phản đối. Nếu ông Putin nghĩ rằng việc phát động chiến tranh ở nước láng giềng của Nga sẽ khiến phương Tây phải chấp nhận yêu cầu, thì Putin có thể đã nhầm. Thay vì rút khỏi phía đông, NATO đã đáp trả sự gây hấn của Nga bằng cách triển khai thêm binh lính ở Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia. Liên minh đã không đóng cửa, thay vào đó nó được mở rộng, bổ sung thêm Phần Lan vào tháng 4 năm 2023, và với Thụy Điển có thể theo sát phía sau. Ukraine không phải là một phần của NATO, nhưng cuộc chiến đã thúc đẩy Hoa Kỳ và châu Âu gửi một lượng lớn viện trợ quân sự cho Kiev, bao gồm tên lửa, xe tăng và máy bay chiến đấu thời Liên Xô. Gần đây nhất, Washington đã phát tín hiệu đi rằng họ sẽ có thể để châu Âu cung cấp cho Ukraine những chiếc máy bay F-16 do Mỹ sản xuất. Phương Tây đã bỏ qua một cách hiệu quả tất cả các yêu cầu của hiệp ước dự thảo. Tuy nhiên, có một ranh giới mà Washington chưa vượt qua. Bất chấp nhiều lần van xin, Mỹ vẫn chưa cấp cho Kiev tên lửa đất đối không có khả năng tấn công Nga. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với các phóng viên hồi tháng 9 năm 2022, chúng tôi sẽ không gửi đến Ukraine các hệ thống tên lửa tấn công Nga. Và ông Biden đã tuân thủ điều này kể từ đó đến giờ. Đối với nhiều nhà phân tích, quyết định của ông Biden và lý luận ngầm là dễ hiểu. Các cuộc tấn công kéo dài của Ukraine bên trong lãnh thổ Nga có thể vượt qua lằn ranh đỏ mà ông Putin đã vạch ra. Vì vậy, dùng tên lửa tầm xa có thể liên tục tấn công Crimea, bán đảo mà Điện Kremlin đã sáp nhập từ năm 2014. Austin Carson, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Chicago, người nghiên cứu về leo thang chiến tranh nói, đó là Crimea và là lãnh thổ của Nga. Tôi sẽ lo lắng về việc vượt qua một trong những giới hạn cơ bản đó. Nhưng đối với người dân Ukraine, những lo ngại này là không thực tế. Kiev đã thực hiện các cuộc tấn công đơn lẻ vào Crimea và Nga từ trước. Không có cuộc tấn công nào làm gia tăng xung đột. Trên thực tế, không có hành động leo thang thời chiến nào của Moscow chạm tới lãnh thổ của NATO. Và Vương quốc Anh đã cung cấp cho Kiev một số tên lửa được bắn từ máy bay có thể vươn tới Nga. Pháp cũng có thể làm như vậy. Sự cung cấp của Anh đã không khiến Điện Kremlin nổi giận. Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Andriy Zaroyenyuk nói với tôi khi tôi hỏi người Ukraine nghĩ gì về sự dè dặt của Washington rằng mọi người khá bối rối, chỉ có người Mỹ chưa hiểu thôi. Kiev vô cùng thất vọng vì họ cần tên lửa tầm xa của Mỹ để giành chiến thắng trong cuộc xung đột. Polina Belyakova, một nhà khoa học chính trị Ukraine tại Đại học Dartmouth, người nghiên cứu về quan hệ dân sự quân sự nói với tôi, không thể ở trên chiến trường và tiếp tục chiến đấu với vũ khí mà Ukraine đã có. Cô ấy nói, những người lính Ukraine đang thể hiện một cách đáng ngưỡng mộ, nhưng nếu không có vũ khí vượt trội, ngay cả quân đội năng động nhất cũng sẽ phải vật lộn để đánh bại kẻ thù lớn hơn nhiều. Để giải phóng nhiều lãnh thổ hơn, người Ukraine có thể phải tấn công mạnh, xa và lặp đi lặp lại. Washington sẽ phải quyết định mức độ sẵn sàng giúp đỡ họ. Hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội Hoa Kỳ là một vũ khí đáng gờm, được phát triển vào cuối chiến tranh lạnh và lần đầu tiên được sử dụng trong chiến dịch bão táp sa mạc. ATACMS được phóng thẳng từ các phương tiện mà Washington đã cung cấp cho Kiev. Washington, sợ leo thang, đã sửa đổi các phương tiện mà họ gửi đến Ukraine để chúng không thể sử dụng để phóng tên lửa tầm xa. Khi đã bay trên không, tên lửa có thể đạt tốc độ gấp 3 lần tốc độ âm thanh, khiến chúng rất khó bị đánh chặn.
tên lửa có thể vươn tới khoảng cách 300 km. Những thông số kỹ thuật này mang lại cho ATACMS những lợi thế nhất định so với tên lửa của Anh. Các vũ khí của Anh mặc dù cũng tương đối tốt nhưng không thể di chuyển nhanh hoặc đi được một khoảng cách xa như ATACMS. Chúng nhất định phải được bắn ra từ máy bay chiến đấu, trong khi các đội máy bay của Ukraine đã chịu thiệt hại nặng nề. Radar trên máy bay phản lực Ukraine cũng không mạnh bằng radar trên nhiều máy bay phương Tây, khiến phi hành đoàn khó nhắm mục tiêu chính xác cho từng tên lửa. Tên lửa của Anh sẽ trở nên hữu ích hơn nếu Kiev nhận được F-16, nhưng người Ukraine sẽ không thể lái máy bay phản lực của Mỹ trong ít nhất vài tháng tới. Zagorodnyuk nói với tôi, không có sự tương tự nào so sánh được với ATACMS, không có cách thay thế. Ông cũng nói rằng nếu được tiếp nhận, ATACMS có thể mang lại cho Ukraine những lợi thế lớn. Đầu tiên, các tên lửa sẽ giúp Kiev dễ dàng tấn công hầu hết các sở chỉ huy và kho vũ khí của Nga, thường nằm bên ngoài chiến tuyến nhưng trong phạm vi 300 km. ATACMS cũng sẽ giúp quân đội Ukraine cắt đứt cái gọi là cây cầu đất liền tới Crimea, giải lãnh thổ mỏng, nối Crimea với lục địa Nga. Cùng với nhau, những cuộc tấn công này sẽ làm suy yếu đáng kể các lực lượng của Moscow ở miền nam Ukraine, hỗ trợ cho cuộc phản công của Kiev. Họ thậm chí có thể mở đường cho Ukraine lấy lại bán đảo, nơi được nhiều người coi là mục tiêu quân sự khó khăn nhất của Kiev. Đối với người Ukraine, chiếm Crimea có thể là điều kiện cần thiết để kết thúc chiến tranh và bảo vệ đất nước của họ, đặc biệt là khi bán đảo này hiện là một bãi tập kết khổng lồ cho các lực lượng quân sự của Nga. Nhưng đối với Washington, một chiến dịch chiếm Crimea sẽ gây bất ổn sâu sắc. Ông Putin coi Crimea là tài sản quý giá nhất của mình. Sau khi Nga sáp nhập nó vào năm 2014, uy tín của ông Putin đã tăng cao kỷ lục. Chính quyền Biden đã công khai nói rằng Ukraine có quyền giải phóng toàn bộ lãnh thổ bị chiếm đóng của họ, bao gồm cả Crimea. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đã nhiều lần bóng gió rằng việc theo đuổi bán đảo này là quá nguy hiểm. Ví dụ vào tháng 2 năm 2023, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã nói với các chuyên gia rằng một chiến dịch nhắm vào Crimea sẽ là lằn ranh đỏ đối với Điện Kremlin. Về lý thuyết, Mỹ có thể cung cấp ATACMS với điều kiện Ukraine không sử dụng chúng để tấn công bán đảo này, nhưng Kiev khó có thể chấp nhận một thỏa thuận như vậy. Zagorodnyuk nói với tôi, điều đó sẽ tạo ra một tiền lệ lớn trong việc coi Crimea là một trường hợp đặc biệt, và đó chính xác là những gì người Nga mong muốn. Ukraine thậm chí có thể bị cám dỗ sử dụng tên lửa để tấn công Nga. Theo tờ The Washington Post, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất tấn công các ngôi làng của Nga để giành được các ưu thế mặc cả với Điện Kremlin. Và vào đúng thời gian vừa qua, những người Nga ủng hộ Ukraine đã phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới. Họ dường như đã sử dụng các phương tiện do Hoa Kỳ sản xuất trong cuộc tấn công. Về mặt công khai, Kiev đã đảm bảo với Washington rằng họ sẽ không tấn công Nga bằng tên lửa của Mỹ. Nhưng bất kể điều kiện nào, việc bảo đảm rằng các tên lửa sẽ không vượt qua một trong các lằn ranh đỏ mà Moscow vạch ra là không chắc chắn. Jennifer Kavanagh, một thành viên cấp cao của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nói với tôi, rủi ro là bạn nghĩ rằng mình ổn và sau đó bạn chạm vào ranh giới đỏ đó và sau đó mọi thứ leo thang rất nhanh, vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong trường hợp xấu nhất, vòng xoay đó có thể dẫn đến việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhưng chuyên gia chỉ ra rằng Moscow có thể leo thang theo nhiều cách mà không cần dùng tới vũ khí hạt nhân. Ví dụ, Moscow có thể ném bom rải thảm các thành phố của Ukraine. Nga cũng có thể khởi động các cuộc tấn công mạng nhắm vào các quốc gia NATO. Khả năng Nga tấn công NATO bằng phương tiện kỹ thuật số hoặc bằng cách khác là một danh sách rất dài, nhưng chúng không mới lạ, đặc biệt là khi xem xét đến quan điểm của Moscow. Margareta Konev, phó giám đốc phân tích tại Trung tâm An ninh và Công nghệ mới nổi của Đại học Georgetown, nói với tôi, Nga không thấy mình đang chiến đấu với Ukraine, họ thấy mình đang chiến đấu với NATO. Bà giải thích rằng lập luận của Điện Kremlin có lý, Moscow đang chiến đấu chống lại các hệ thống vũ khí của NATO, quân đội của họ đang bị trúng đạn của các thành viên NATO, Ukraine đang hoạt động dựa trên thông tin tình báo của Hoa Kỳ, và Konev nói, điều duy nhất họ không chiến đấu là quân đội NATO trên mặt đất. Nếu Ukraine bắt đầu thường xuyên bắn phá Crimea hoặc lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ sản xuất, Nga có thể đáp trả như thể NATO đang tấn công lãnh thổ của họ. Hầu như không ai biết chính xác có bao nhiêu binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống lại Nga, nhưng đó là một con số lớn.
Theo các tài liệu được phân loại bị rò rỉ trên Discord vào tháng trước, chính phủ Hoa Kỳ ước tính rằng Ukraine phải chịu thương vong từ 124.500 đến 131.000 người. Con số này thấp hơn thông báo của Nga là lên đến 189.500, thậm chí 223.000 thương vong. Nhưng dân số Ukraine chỉ bằng 1/3 dân số của Nga. Nếu cuộc chiến biến thành một trận chiến tiêu hao thuần túy, Kiev sẽ phải vật lộn để cầm cự. Do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi người Ukraine không mấy kiên nhẫn trước những lo ngại leo thang của Washington. Belyakova nói, không cung cấp vũ khí tốt hơn, về thực chất là đẩy Ukraine vào thế bí. Bà mô tả sự thất vọng khi ngồi trong các cuộc họp nơi các nhà hoạch định chính sách phương Tây đưa ra giả thuyết về một cuộc chiến tranh lâu dài sẽ như thế nào và cách họ có thể giúp duy trì. Họ nói, ô, phương Tây có thể dễ dàng bổ sung cái này, bổ sung cái kia, cung cấp cái này, cung cấp cái kia. Thế nhưng, Belyakova thở dài. Có vẻ như Ukraine sẽ hết người. Đất nước này cần nhiều vũ khí tầm xa hơn nếu muốn vượt qua được lợi thế nhân khẩu học to lớn của Nga. Một số nhà phân tích thậm chí còn đi xa hơn tự hỏi, sự miễn cưỡng của Washington có được thiết kế để ngăn Ukraine giành chiến thắng hay không? Nếu bạn để ý, cả Bộ Quốc phòng và Nhà Trắng không bao giờ nói về chiến thắng. Họ vẫn đang nói về kết thúc chưa biết cho câu chuyện này. Và vì vậy, mục tiêu chính trị của Liên minh phương Tây là không rõ ràng. Zago Rodiuk nói với tôi như vậy. Ông cũng nói thêm, việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev sẽ giúp loại bỏ sự mơ hồ. Làm như vậy sẽ là một động lực thúc đẩy tinh thần của Ukraine, một điều có thể cần thiết nếu cuộc phản công sắp tới không thành công. Việc cung cấp ATACMS cũng sẽ báo hiệu cho phần còn lại của Liên minh phương Tây rằng Hoa Kỳ hỗ trợ tối đa để giúp đỡ Kiev, có thể làm giảm bớt do dự ở các thủ đô ở châu Âu về việc đáp ứng các nhu cầu khác của Ukraine. Người Ukraine không nghĩ rằng Nga sẽ leo thang nếu Hoa Kỳ gửi tên lửa tầm xa. Zago Rodoniuk nói với tôi không tin câu chuyện leo thang, đã có hàng tấn vũ khí khác được cung cấp tới với giá trị hàng chục tỷ đô la. ATACMS sẽ không tạo ra sự khác biệt lớn, ngay cả khi nó khiến Nga tức giận, người Ukraine vẫn không chắc tại sao NATO phải quan tâm. Moscow đã leo thang trong quá khứ, họ đáp trả cuộc phản công thành công đáng kinh ngạc của Kiev ở Kharkov bằng cách huy động 300.000 binh sĩ mới, và họ bắt đầu ném bom bừa bãi các thành phố của Ukraine sau khi một vụ nổ làm hư hại cây cầu Crimea. Nhưng những bước đi này làm tổn thương người Ukraine chứ không phải các thành viên NATO, trừ khi Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, vi phạm điều cấm kỵ kéo dài gần 78 năm qua và gây nguy hiểm cho toàn hành tinh, phương Tây khó có thể trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột với sự cứng rắn của Nga. Và miễn là họ tin rằng họ có thể giành chiến thắng, người Ukraine dường như sẵn sàng chịu đựng tất cả. Những con diều hâu của Ukraine đã trở nên bi quan về việc có được tên lửa. Đúng, họ nói Washington và các đồng minh của họ đã thay đổi ý định trong quá khứ, nhưng với xe tăng, rồi F-16, các tuyên bố của phương Tây liên quan đến những lo ngại về kỹ thuật cũng như về rủi ro an ninh. Các nhà hoạch định chính sách lập luận rằng những vũ khí này sẽ tốn quá nhiều thời gian và năng lượng để người Ukraine tiếp nhận và học cách sử dụng. ATACMS cũng có những rủi ro kỹ thuật. Nhiều chuyên gia Mỹ lo lắng về việc cạn kiệt nguồn cung hạn chế của Hoa Kỳ, hoặc Nga có thể chiếm được một quả tên lửa, sao chép thiết kế của nó và gửi cho Trung Quốc một bản mô phỏng. Tuy nhiên, những rào cản như vậy có thể được khắc phục. Hiệu suất chiến trường của Ukraine và thành công của nó trong các chương trình đào tạo của phương Tây đã thuyết phục các quốc gia NATO rằng nước này có thể xử lý các loại vũ khí tinh vi hơn. Nếu người Ukraine sử dụng thành công tên lửa tầm xa của Anh và theo cái cách mà Hoa Kỳ tán thành, Kiev có thể thuyết phục Washington rằng họ cần có ATACMS. Hiện tại, Washington quá lo sợ về cách Nga sẽ đáp trả, nhưng với ATACMS, tôi nghĩ rằng điều này sẽ thay đổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.